Thanh Trúc, tôi vỡ òa khi biết được làm mẹ. Diễn viên Thanh Trúc, 38 tuổi, nói khóc suốt một ngày khi biết mang thai sau 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại. Diễn viên hiện mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 7. Cô nói về cuộc sống gia đình, việc chuẩn bị làm mẹ sau 2 năm ngừng đóng phim. Cảm xúc của chị ra sao khi sắp có con? Tôi hạnh phúc vì luôn mong mỏi được làm. Tôi chuẩn bị tinh thần từ lâu, nôn nóng đón con và nghĩ đây là giấc mơ của đời mình. Tôi bị đa nang buồng trứng, khó đậu thai tự nhiên, tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF. Sau 4 lần thất bại, đến lần thứ 5, may mắn mỉm cười khi tôi chuyển phôi thành công. Hai bên gia đình đều vui mừng vì mong có cháu. Tôi không bị ốm nghén hay ói, ăn uống bình thường, thèm ngọt. Tôi ăn ít, đủ cho mẹ và bé nên chỉ lên khoảng 10kg. Bác sĩ nói nếu tôi giữ tình trạng sức khỏe như hiện tại có thể sẽ sinh thường, không phải mổ. Ngoài ăn uống, tôi cũng vận động như tập yoga. Tôi cho em bé nghe thai giáo trong bụng mẹ mỗi ngày. Chồng chăm sóc chị ra sao trong thời kỳ mang thai? Khi biết sắp có con, vợ chồng tôi nhắn nhủ nhau phải làm những điều tốt nhất cho bé. Ông xã làm kinh doanh hay đi công tác xa, tôi hầu như tự lo. Có lúc chồng vắng nhà cả tháng nên tôi tủi thân. Có lẽ, phụ nữ khi mang thai dễ bị xúc động hơn bình thường. Bù lại, mẹ ruột ở cạnh chăm sóc nên tinh thần của tôi không ảnh hưởng nhiều. Dù không ở bên cạnh vợ thường xuyên, bạn đời luôn nhắn tin, hỏi han tôi về việc ăn uống. Khi mang bầu, tôi hay nhõng nhẽo, đòi anh ấy xoa bóp tay chân. Lúc trước, tôi nấu ăn cho chồng. Giờ khi thấy cơ thể vợ nặng nề, anh ấy chủ động vào bếp, làm những món đơn giản. Bạn đời không phải kiểu người lãng mạn, anh sống thực tế, nói đi làm nhiều vì muốn lo tương lai cho vợ con. Như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Khi có thời gian, anh lên kế hoạch cho những chuyến du lịch để tôi thấy thoải mái, không quá áp lực. Vợ chồng chị chuẩn bị kinh tế như thế nào cho việc có con? Lần đầu có con, tôi không biết phải chuẩn bị tài chính đến đâu, mọi thứ đều có ông xã lo. Tôi không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, chỉ việc tập trung chăm sóc thai nhi thật tốt. Ngoài ra, tôi cũng có một khoản tiết kiệm riêng, phòng hờ công việc của bạn đời gặp vấn đề vẫn có thể hỗ trợ được. 2 năm qua không đóng phim, tôi bán hàng online, nhận quảng cáo, có thu nhập để chi tiêu cá nhân. Cuộc sống hiện tại của tôi rất đơn giản và bình yên khi có tình yêu chân thành của chồng. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là người có trách nhiệm. Tôi không muốn chia sẻ nhiều thông tin về bạn đời để giữ hạnh phúc riêng. Mọi chuyện trong tương lai không thể nói trước được gì, tôi chỉ hết sức vun đắp cho cuộc sống gia đình từng ngày. Chị có dự định gì với việc trở lại đóng phim sau sinh? Tôi lên kế hoạch nhanh chóng lấy lại vóc dáng để trở lại phim trường vì rất nhớ nghề, đam mê phim ảnh đã ăn vào trong máu. 2 năm qua, tôi ấp ủ nhiều điều để thực hiện trong thời gian tới. Tôi mong em bé sau khi ra đời sẽ ngoan, không hành mẹ quá, để tôi có thể tập trung phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, tôi cũng định làm thêm nghề tay trái để cuộc sống thêm thú vị. Tôi sẽ gắn cân bằng giữa việc làm vợ, mẹ và người của công chúng. Thanh Trúc sinh năm 1986, quen thuộc với màn ảnh nhỏ qua các phim Mưa Thủy Tinh, Hướng Nghiệp, Sóng Đời, Mộng Phù Du, Hoa Dại, Tình Án, Chuyện Tình Mùa Thu, Giấc Mơ Biển, Trái Đắng. Năm 2009, cô nhận giải thưởng Mai Vàng ở hạng mục Nữ Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất. Năm 2010, cô vào top 3 HTV Award. Thanh Trúc tham gia cuộc thi Tình Bolero năm 2017 và vào top 3. Trước khi làm diễn viên, cô đi hát từ năm 1 năm tuổi. Thanh Trúc từng thành lập nhóm nhạc Pha Lê và JT. Có thời gian cô kết hợp song ca với Minh Hằng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.